Hôm nay thứ bảy, tuần 2 mùa vọng. Xin mời quý vị cùng lắng nghe tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Đang khi thầy trò từ trên núi xuống, các môn đệ hỏi người rằng: "Vì sao các kinh sư lại nói Elia phải đến trước?" Người đáp: "Ông Elia phải đến để chỉnh đốn mọi sự. Nhưng thầy nói cho anh em biết, ông Elia đã đến rồi mà họ không nhận ra, lại còn xử với ông theo ý họ muốn. Con người cũng sẽ phải đau khổ vì họ như thế." Bây giờ các môn đệ hiểu người có ý nói về ông Gioan Tẩy giả.